Nãy đấy là mình muốn bay đi đâu? Thì mình đi Noel nguyên nhóm nè. Sống đạo hả? Không, ai biết đi đâu cũng được đó. Gần đây nè, kênh lửa đi, follow. Gần bên đây nè. Rồi đưa đi ký giấy cho. Ký giấy cho. Rồi mai dù gì chứ không đi là anh phải làm sao? Tao trả tiền lại. Rồi, em chứng nha. Ờ, ký giấy. Chứ gì em sợ thiệt, đưa phải đưa trước xong mới đưa thôi. Nhưng mà ý là muốn chức đi vui vẻ thôi. Đi, đi lên phòng nhà tao mà vui. Tao có lên phòng nào nhất đây nè. Đi tình lửa. Bây giờ đưa trước 5 xị đi. Em không đưa anh Cứ Nguyễn 1 triệu. Anh Cứ Nguyễn đưa trước 5 xị. Mai đưa 5 xị. Rồi. Gì đó vui vẻ đi. Tao không nói 2 triệu mà. 2 triệu đâu ra chứ. Con triệu mà má. Thôi giờ ứng trước đi. Ứng trước 500 đi. Ờ mai à. Đó giờ có người gửi cho gì chức 1 triệu mà giờ đưa chồng chức giải quyết. Nè. Đưa cho mày luôn á. Em đi nó không đi tao quýnh nó chết mẹ nó cho anh coi. 2 triệu mà. Con triệu mà má. Trời. Cảm ơn ta đi. Cảm ơn chị, người công tên. Không, chị Củ Chi. À chị Củ Chi, chị Củ Chi. Trời ơi. Cảm ơn chị Củ Chi. Muốn chùa hả? Chùa Cái Giếng. Chùa Cái Giếng. Hóc em. Môn. Chùa Hóc Môn. Chùa Giếng Nước. Chùa Giếng Nước. Cảm ơn chị, cộng đồng hôm nay em hết tiền, em buồn quá, không đi đâu em đâu. Trời ơi, đi trong đó. Đi, đi. Thì trước khi cái kiểu... Mày chủ hết nhiêu, 240. Tao đâu có kêu mày mượn mày mua đâu, mày về mày kể. Ê, 100 đưa mày, mày đâu có chữa, mày giống đi cầu hết 600 mà. Mày nhớ lại đi, mày nhớ lại đi. Mày đưa tao tiền, tao còn thiếu tiền tao nữa. Đi nhỏ tóc nước 200 ngàn rồi. Trời ơi, nhổ ra đi, tao hỏi mò. Mày sang quá ha, tiền con sữa đi nhổ lông ngứa. Nè, tao có cọng lông này nè, nhổ đây. Trời ơi, mày nghe nói chuyện nhổ tóc ngứa. Con tao cổ kia đó, tóc nữa. Mày nhổ tóc ngứa. Mày đi cạo lông chó cho đây luôn đi. Cảm ơn chị Củ Chi kìa, cái chị cảm ơn chị Củ Chi, mày hỏi nha. Trời ơi. Cảm ơn chị Củ Chi. Chùa Hóc Môn. Đổ cho em đi tắm nước giếng, em bỏ con Tống Nguyễn nha. Ừ, mà có đi Giáng sinh không một chút, vui vẻ không? Ủa? Rồi cho con bịch sữa đâu gì chứ? Đi ở đâu? Tên lửa nè. Gần đây à? Tên lửa là đâu? Tại đây đi mày biết. Qua bển nó ăn nhiều lắm. Tôi qua đây qua bển chắc cả 5 phút á. Ăn nhiều lắm. Nó cho đồ ăn nè. Hương Trần đâu? Dạ đây. Mày nãy ỉa giữa cái gì? Gì? Qua bển nó ăn nhiều lắm. Nhiều mình chị á, đồ nướng là đồ nướng chứ. Mai lấy 1 triệu này ra đem ra mua ăn ngay chứ. Đi kêu có má để dành con cổ lắm, nó nấu vịt với gà cho ăn. Nó gãi đỏ ngồi luôn. Nó xèo ăn ngon. Ở dưới kìa. Nhìn chiếc bánh xèo hết muốn ăn nữa thiệt. Nhìn chiếc là muốn xèo xèo rồi. Áo đó đưa em mặc nha, đừng mặc mời mặc Noel em mặc nha. Thấy không, khi mình về là có tiền mà bà giá cho nó mày bao nhiêu lần rồi đóng clip người ta mới thương mình. Ừ, vui vẻ nhỏ nhẹ cho mày. Thôi bây giờ lần. Em bị đau quên vú hơn mình, anh đóng đi cho em cái chuyện. Trời em mua sữa mình tao đóng người ta cho tao nè. Tối nay em sữa đâu hầm hết trơn rồi nè. Mày bạo quá chú mình giờ kéo áo rồi tao cho tiền mua cho Noel đó. Vú này bự quá. Không có mặt đâu vú nè, bự quá à. Thấy không, con ta dòm kìa. Mày ngồi kế dẫn chi, nó mê con hàng Nga bị banh hết rồi đó. Đúng miệng dắt về á. Sao chứ gặp ai chứ cũng... Chứ về bờ. Chứ cũng gặp ai chứ cũng kiếm mối chứ. Chứ cũng quay vòng là bờ hơn chứ. Không, chồng ta đẹp mà, coi anh kia. Ăn bưởi với anh, cho bụng sẹt xuống. À, vậy là nãy nó mất ỉa nó lòi ra. Dạ, từ nước suối không có uống. Thế thì mực chai của tao. Ỉa chưa? Để cho nó ỉa đi. Dạ. Ừ, nãy giờ nó tính ra lại nó đi ỉ. Trời ơi, mình chứ không chăm sóc thì chăm sóc con chó rồi chứ. Nó con chó dán chịu đi. Trung tướng muốn lộn. Trời ơi, nó bị mót rồi. Em đi. Trời ơi, nó ỉa ra gì chất luôn rồi kìa. Dấp. Phải đi về dấp. Ngon, phải cứ quên. Ngon, mày ở đợi trước đi. Mày có lọc quyên đó. Mỹ cẩm hay lắm, tao nhìn nó hoài.
mật vậy là mày đứa đứa con vô dụng quá bánh bèo. Anh ăn gà này nhất má mày 500 nha hình. Tiền thì không thiếu, quan trọng là có ai ăn thôi nè. Trời ơi, quan trọng nhất của mày. Ở đây 500 anh em. Ta lấy 800 anh em lên đúng mèo. Ai để kêu đời, sốc. Trời ơi, lên chất. Cái gì vậy? Lên. Trời ơi, anh mở phim gì kỳ vậy? Chứ khỏi gì vậy chứ? Phim gì à? Kìa, hay nói được của bạn kìa. Rồi giờ có đi Hàn Quốc luôn rồi, cho Trung Quốc luôn rồi. Sợ nó ngang vậy là mới hốt mới được. Đây là gì là người trong giang hồ gì chứ? Đâu có cái đó, dạy ra rồi chưa? Giấy hốt. Em chưa? Ê, giấy tao mua trừ mày vẫn phải trừ đó. Em bé ngoài rồi, dứt em bé ngoài rồi. Em bé ngoài đó. Em bé ơi, vô bắt cháu đi làm. Má nhỏ này coi thật gì đó. Ông bức chết. Má mày nhá thầu. Lấy cái đầu bót nó tắt rồi. Bỏ ra bỏ một chút kìa. Không, còn cái nữa, cái cũng bực tao nó thôi. Mày á mày ra chưa? Thôi, chặt điện thoại tôi, mở lớn lớn lên. Mày cũng má mày còn thiếu gì vậy kìa chị mày. Mở lớn lên, lên hình để con. Anh đưa tôi về phòng đi. Thôi. Rồi tắt mày chúa. Trời chưa hết, chặt sớm quá vậy má. Gọi ơi. Tôi đồng quá. Người đẹp à. Trời ơi, kịp đó. Đâu rồi? Mày đồng. Mở lên đi. Sáng này. Tại của bác. Tại của nó đang chụp nhỏ này mày. Đúng nhỏ má ơi, trời ơi. Nó không chạy được tắt kìa. Tụi trước muốn hốt cái chó. Tối. Cái tổ này giá chờ chết nó lần mày. Mày đứa có toàn. Mày trời quá toàn. Không, con đâu có giữ đâu, anh cứ nguyện rồi. Đưa đây. Con đâu có giữ đồ mốt đâu. Mày đồ ê, chụp xong rồi đó, đã đứng rồi. Anh đã. Anh đã. Mày á, mày đưa ra cho. Thằng chó, mày đứng dậy. Chức, thì chức. Vĩnh đưa, coi Vĩnh, mày kỳ quá Vĩnh. Kỳ má. Nó nói mày lấy đồ mốt tiền toàn. Đưa đã lùa nó. Mày má, tao lấy chủ quốc nè, đưa ra cho. Để ra tụi bay kỳ, tao mở cái này. Có cái cát giờ lại cái này. Đúng rồi, hay quá chết ơi. Đó. Để đi bây giờ, ấy đi lại vậy chứ. Đây. Thằng với thì hoài rồi má. Bấm hoài chứ. Bấm bỏ hoài. Có đúng giữa, giữa. Ừ. Thôi, thôi, xuống cái. Xuống cái đi qua. Thôi, đi. Thôi, đi, 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 cha này đi đại mẹ đi mà cái lồng chứ hiền hoài chứ coi chứ thầy hoài chứ coi bố chửi chứ coi để ông chồng luôn á bây giờ chứ thầy không mà liên tục luôn hai đứa chụp xong rồi đâu mất tiêu rồi hai đứa chụp xong đâu mất tiêu rồi bấm vô chất ok bấm vô chính giữa ừ. Nước, đo chanh được cái chỗ nó dơ này thì chỗ mày dắt về chơi
Chắc tôi bảo mày chia tay, mới tao đi về nữa. Thì tôi bảo mày mệt lộn. Mày tao đang mệt nha. Cái thằng vô đậu nha. Mày đậu số, về quá cái bụng ra. Răng vào giờ. Đấy, tôi là ngủ này nó ác quá, dục phòng ngủ tôi nha. Rồi, còn quá lại con không nấu sớm con đi con vác lên. Đừng má gọi tim em cái chồng nó vác lại cầu an đẩy vô. Tự động bấm số 4 giùm. Chửi thề biết là gì tụ giùm môi nào đó cái môi. Chầm cái mẹ. Cái lửa đó nằm đâu, chỗ đó làm gái được không? Được. Cúc đó cây vô xuống không ăn là dứt. Má lấy xe chạy vòng quá mới đi khách được. Nhưng có xe biết chạy xe không? Không. Lấy xe đạp lên cho dứt chạy nha. Thôi xe đạp. Bắt chết. Cái gì không à. Đang con phim mẹ quá bật lên rồi chó đẻ xong. Thôi đợi xíu anh gọi rồi chứ. Hai. Còn nó đợi xíu anh gọi rồi gái gọi rồi. Gái mặt lỗ mũi bự nữa. Nó giống vịnh đó má mềm luôn. Nữa. Giống anh Hương Trần không? Hương Trần có, Hương Trần Hoàng. Ngoan hay chết trời ơi. Mình cũng nguyện đó. Trời ơi. Sao chết biết? Anh bữa ôm mặt cũng nguyện à. Trời ơi, bữa thử luôn hả chết. Trời ơi. Vậy qua anh Hương Trần với anh Nước Biển ai to? À, cũng nguyện ai gì Hương Trần cơm ơn. Thơm hơn hả? Trời ơi. Ví dụ hai người gì chắc chọn ai? Chọn Hương Trần. À, ở vậy cuốn đồ về theo anh Hương Trần luôn đi. Ôi lỡ mà giỡn gì được cái ngày sau trời mới đám cưới rồi chứ. Nghe rồi được, nói chị của cô Tạm thầy Trung. Trời ơi. Đúng rồi. Giờ vợ anh Hương Trần 26 chứ 357 đi. Chúng ta hai người lượt luôn. Cầm bỏ vô đâu. Rồi, cầm nữa hả? Cầm chữ nhật đi. Cầm ít hơn đi. Rồi, cầm chữ nhật đi, cầm nhan sắc không đẹp bằng gì chứ. Ok. Ê, mê điều kiện đi chơi là đưa 1 triệu nữa nha Toàn. Rồi. Gia, đó, gia, đi, đúng nguyện. Gia chùa lấy gì chứ. Chồng con nói 2 triệu. Nghe thích đích, thích đòi hỏi nè. Ừ. Vậy là rồi, okay, rồi. Hấp dẫn người nhất là thích đòi hỏi. Trời ơi. Trời ơi cái bụng gì phong chữa vậy trời ơi trời ơi. Long Nghi đau, tội nghiệp nó. Long Nghi đang mặc cốc. Long Nghi đang mặc cốc. Em mà Long Nghi đang mặc cốc hai chỗ đẻ mà làm gì vậy? Đang sao bụng chết. Còn làm gì bớt vậy con. Quay vô cho còn bị trúng mạng. Gì vậy? Khó thở chứ. Quá dán lên đi còn. Đào tay còn ơi, dán lên. Dạng áo còn quá nha mày. Cháu á. Bỏ lại đi. Anh bán cho em ly sữa. Anh đứng bên cửa sổ bán em ly sữa. Anh bán em cái bánh. Em cây cà lem. Cho còn liếm. Ôi, mình chức mặc đồ con sợ chức luôn thầy. Chưa có ai mà 62 cổ mặc đồ giống như chức. Mò đèn. Dạ. Má mày mất đồ tao là con quất mày đẻ mày hôm nay nè. Vô kiểm tra đồ. Đó, sủa nữa đó. Cái yêu cầu mày im mà cháu cái sợ mày quá rồi. Mày đéo sợ tao tối có ngủ không được. Có nào tối thì chứ mình thịt nó đúng không? Trời thả cho đi ăn lái mằng gặp gì. Ghê, mày chức dám làm không? Con thấy chứ không dám đâu. Cái gì? Chức mà làm cái anh Tuấn Nguyễn là chức cũng đi theo cái hàng máy ra ngoài luôn á. Đây chứ không có cửa về đâu. Nói chung giờ về chuyện đó qua ba đi, giờ là ngày mai là Trình là sẽ đi dạ là thờ bao lô cho mọi người, dứt khẽ dứt mới vô đường chịu, dứt sẽ bao mọi người uống nước, ăn uống từ A đến Á nha mọi người. Đó, nói chung là ơi cõi chuồng là không có thằng nào dứt đi hết á. Ngày mai khi dứt ở vô con chở dứt đi luôn. Dứt khỏi phải nói con chở dứt đi. Im cho chồng nói chuyện tắt lớn.